Tử Vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, bước sang tháng 1 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung, hay cắt, giàu hay nghèo. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Vâng, quý vị thân mến, bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão 2023, thì ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ, nhưng ít nhất cũng cần một chút vận may, để có niềm tin, vượt qua khó khăn, và vươn lên trong cuộc sống và tuổi quý hợi, sinh năm 1983, được các nhà tử vi học, nhà chiêm tinh học dự báo, trải qua một tháng nhiều may mắn, các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, làm một hưởng mười, đổi đời đại gia, giàu sang phú quý. Tử vi tuổi quý hợi, sinh năm 1983, tháng 1 âm lịch năm 2023 quý mão. Tuổi quý hợi, sinh năm 1983, thuộc mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão, sự nghiệp của tuổi quý hợi khá tốt, người tuổi này tương đối nghiêm khắc và khó tính trong công việc. Bản mệnh tuổi quý hợi nên lựa chọn, giờ lẻ, ngày lẻ, và tháng lẻ, để xuất hành đi xa, hay thực hiện các công việc lớn, quan trọng, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, mang lại nhiều kết quả như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi bản mệnh tuổi quý hợi, trải qua nhiều sóng gió, và phiền muộn ở tiền vận, từ 36 tuổi trở đi thì cuộc sống mới bớt đi thăng trầm, và có cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Ngoài 40 tuổi, thì cuộc sống mới ổn định, đủ đầy, tinh thần thành thơi, yên bình. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi, đến 83 tuổi, những người ăn ở hiền lành làm nhiều việc thiện tích nhiều phúc, đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Gia đạo có nhiều bất đồng, mâu thuẫn, và xích mích. Nhưng, nhờ sự tin tưởng, và biết trân trọng tình cảm gia đình, nên gia đạo mới được yên vui, hòa thuận. Từ năm 36 tuổi, thì tài lộc được dồi dào, công danh sự nghiệp không được như mong muốn nhưng như vậy cũng đủ để cuộc sống của bạn được đủ đầy hạnh phúc quý hợi thường thích hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại ở nơi bình yên vắng vẻ đây là người luôn khiêm tốn cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở nếu được sao tốt tương trợ họ sẽ tài hoa hơn người thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu không có sao tốt tương trợ trong cung mệnh họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ nhưng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền Tuy là quan chức, nhưng vì quản lý thường không yên ổn, hoặc sẽ thuộc dạng đục nước béo cò, tuy có một số lợi nhuận ngoài ý muốn, nhưng cũng tồn tại khá nhiều điều nguy hiểm, khi biết sai thì cũng đã quá muộn. Tuổi quý hợi là người linh hoạt, có khả năng giao tiếp xã hội tốt, cũng có trực giác nhạy bén, nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư, thì sẽ thu được nhiều nguồn lợi lớn, trong kinh doanh họ rất bạo tay, chịu chi đầu tư lớn. Tuổi quý hợi có chí lớn, thường nuôi dưỡng những mơ ước cao xa hơn người. Từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 dự đoán những người cầm tinh con lợn có một tháng bán hung, bán cát đầu tháng vận trình có thiên ấn sinh vượng, nên tranh thủ hoàn thiện những việc còn dở dang, cuối tháng thất sát lâm suy, làm gì cũng cần phải thận trọng. Có vận quý nhân lục hợp che chở để vượt qua khó khăn, ngoài ra người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 cần lưu ý vận khí tương phá, gây hại cho mình tuổi quý hợi có tinh thần đồng đội cao sống theo phương châm mình vì mọi người vì hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè người thân cùng hợp tác tuổi quý hợi túc trí đa mưu có nhiều ý tưởng sáng kiến đầu óc luôn biến động tư duy linh hoạt sắc bén họ có thiên phú về hùng biện diễn thuyết có thể diễn đạt viết lách không bao giờ cạn ý hết lời theo tử vi tháng 1 năm 2023, sẽ có nhiều điều có ý nghĩa đến với con giáp này, nhiều kế hoạch đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi, bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao, hài hòa với bạn bè, đồng nghiệp nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Đồng thời, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, việc hợp tác kinh doanh thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước. Nhiều bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá. Từ vi tháng 1 năm 2023 thấy rằng, con giáp này xác định được tiềm lực của bản thân, tiềm năng của các đối tượng khách hàng, nên đi rất đúng hướng, thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới, trong khi mọi người xung quanh còn bối rối, thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Theo phong thủy tháng 1 âm lịch thì hướng may mắn nhất trong tháng này sẽ là hướng bắc và hướng đông bắc. Bạn cần giữ cho vị trí giữa nhà sạch sẽ, yên tĩnh sẽ mang lại sự giàu có. Hướng may mắn là hướng bắc, còn hướng đông sẽ đem về sự hạnh phúc trong tình yêu. Hướng xấu sẽ nằm ở hướng đông nam, hướng tây nam và hướng tây. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 trong tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, từ vi tháng 1 âm lịch năm 2023 tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Đầu tháng sự nghiệp khá tốt, thiên ấn tọa mạng khiến người tuổi này tương đối nghiêm khắc và khó tính trong công việc. Bạn đối với mọi người có phần lạnh lùng, vô tình, nhưng thực ra nó sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc hơn. Vào khoảng thời gian cuối tháng, công việc không được thuận lợi, đồng nghiệp muốn bỏ rơi bạn hoặc bạn sẽ phải tự mình giải quyết một vấn đề nào đó. Những người có căn nhà quay mặt về hướng đông sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, nhất bạch tham lang, ngự hướng đông kết hợp với ngôi sao sáng tạo tứ lục mang lại nhiều ý tưởng và cảm hứng làm việc. Về mặt tài vận Đầu tháng dần âm lịch của năm Quý Mão này, vận tiền bạc của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, do chịu ảnh hưởng từ thiên ấn, bạn làm việc với đối tác làm ăn khá dứt khoát và mạnh mẽ. Bạn biết cách lắng nghe lời khuyên của mọi người, nên mặt chi tiêu sẽ được đảm bảo hơn, cơ hội về tiền bạc sẽ xuất hiện. Nếu bạn tham khảo thêm ý kiến từ mọi người, Quý Hợi sẽ có nhiều cơ hội để kiếm tiền vận tài lộc khá tốt phụ thuộc khá nhiều vào chính hai đôi bàn tay của bạn bởi gánh nặng từ công việc đưa ra rất lớn khiến người này phải vác trên mình con số lớn hơn bạn tưởng tượng doanh thu lợi nhuận cứ ngày một dồn ép nếu có thể dùng bản lĩnh đó và lòng kiên cường để vượt qua thì vận tài chính của bạn sẽ có nhiều cơ hội đột phá với những người đang sống ở căn nhà quay mặt hướng nam hoặc phòng ngủ ở hướng này thì cần tránh đi chơi khuya hay đến những nơi xa lạ ngôi sao thất xích phá quân ngự tại đây cũng mang tới sự phản bội trong công việc và tài chính bạn hãy giữ cho khu vực hướng nam của căn nhà thật yên tĩnh về mặt tình cảm lúc này tình cảm của quý hợi được tốt đẹp tinh thần tự tin mạnh hơn mọi người ngoài vận tiền bạc được đảm bảo thì phong cách riêng biệt có cá tính khiến người tuổi quý hợi khá hấp dẫn và thu hút đối phương ưu điểm này giúp người độc thân thêm đặc biệt và được quan tâm nhiều hơn từ vi tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, tháng 1 âm lịch năm 2023, chuyện tình cảm cũng có những điểm không lành, thất sát xuất hiện, nó khiến cho con giáp này trở thành một người ba phải, bạn chẳng bao giờ đúng, lại còn hay thay đổi quyết định. Người tuổi Quý Hợi 1983 khá đa nghi nên hay có thái độ xa cách với người thân, bạn bè, cuộc sống này đôi lúc nên học cách tin tưởng để trong lòng mình thêm thanh thản nhé. Về mặt sức khỏe từ vi tháng 1 năm 2023 âm lịch cho thấy, những người tuổi này không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng liên quan tới sức khỏe trong tháng đầu năm, cũng nhờ có sức khỏe mà có tinh thần làm những công việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, dù là trong hay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, bạn cũng nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ và đừng quên thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nhé. Đặc biệt không nên thức quá khuya hoặc ăn uống quá nhiều chất béo và không sử dụng chất kích thích trong tháng một này. Về phong thủy, những người có phòng ngủ hay nhà ở quay mặt về hướng đông nam thì cần phải thận trọng về sức khỏe, vì ngôi sao bệnh tật đã hạ cánh ở đây, khi nó kết hợp với ngôi sao ngũ hoàng của năm gây ra sự tương xung bất lợi. Các bạn cũng không nên đi du lịch hay là làm những việc gì quan trọng vào thời điểm này. Tiếp theo là luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, khi bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão. Gồm hai phần, phần thứ nhất đối với nam mệnh, phần thứ hai đối với nữ mệnh tuổi Quý Hợi. Phần thứ nhất. Đối với nam mệnh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Trong năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 cần phải đặc biệt chú ý tới hạn toán tận và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn toán tận đối với quý anh tuổi Quý Hợi trong năm 2023. Hạn toán tận chủ về tiền bạc cẩn thận hao tài tán lộc. Theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau, hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn, bị cướp giật, gặp tai nạn bất ngờ, như tai nạn giao thông, lao động hoặc ẩu đả, thương tích, kẻ xấu hãm hại, cũng có thể bị cảm mạo, trúng gió. Căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, tiền bạc, sức khỏe, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quý anh tuổi quý hợi, trong năm 2023 này, cần đặc biệt chú ý 5 điều sau đây để vượt qua hạn toán tận. Thứ nhất, tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường, dù cho là đi làm ăn, đi chơi, đi du lịch hay bất cứ đâu. Thứ hai, trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản, tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn. Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên, những người gặp hạn này nên tu nhân, tích đức, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện. Siêng năng, chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên, đi đền chùa lễ thần Phật cầu bình an, khỏe mạnh. Vì trong cuộc sống, sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng, mạnh mẽ. Những việc trên sẽ được tổ tiên, thần Phật chứng giám, che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn. Đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng. Quý Anh tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong năm Quý Mão 2023, gặp sao Thái Dương chiếu mạng. Sao Thái Dương là một phúc tinh tốt với cả nam và nữ. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, phát tài phát lộc, giúp cho Quý Anh có khả năng thăng quan tiến chức, vạn sự đều may. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao sao Thái Dương là một phúc tinh, nên cần làm lễ giải hạn và nghênh sao, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Người xưa thường làm lễ cúng dâng sao giải hạn vào đầu năm để giảm nhẹ vận hạn, hoặc làm hàng tháng tại chùa, hoặc tại nhà, để cầu xin thần sao phù hộ cho bản thân, gia đình, con cháu được bình an, khỏe mạnh, vạn sự tốt lành, may mắn, thịnh vượng. Lễ cúng dâng sao giải hạn sao Thái Dương thường thực hiện vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 27 tháng riêng thời gian cúng là từ 21 giờ đến 23 giờ. Khi cúng ra chủ thắp 12 ngọn đèn, hoặc nến. Bố trí theo các vị trí hướng sao hiện, quay về hướng chính đông lạy 12 lạy. Phần thứ hai Đối với nữ mệnh tuổi quý hợi, sinh năm 1983. Trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi quý hợi sinh năm 1983, cần phải đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tuyền và sao thổ tú chiếu mệnh. Nhắc đến hạn huỳnh tiền, sách thời xưa có câu cửa miệng. Huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu như đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết, nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với quý cô tuổi quý hợi. Vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tuyền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tuyền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mắt tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là, tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Quý cô tuổi quý hợi, sinh năm 1983, trong năm 2023, bị sao thổ tú chiếu mạng sao thổ tú còn được gọi là ách tinh chủ về điểm xấu dễ bị tiểu nhân quấy phá đi lại kém may mắn có tai họa không an yên hay ngủ mê và không nên đi làm ăn xa sao thổ tú chiếu mệnh dù không phải là hung tinh mạnh nhất nhưng mang nhiều điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có tuy nhiên sau này thì không đáng lo ngại lắm trong lòng hay mang nỗi buồn man mác tâm lý không vững vàng hay hoài nghi không hăng hái trong công việc làm ăn song cũng không gặp tai họa gì lớn từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghinh sao sao thổ tú là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng có thêm niềm tin trong cuộc sống mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn theo các chuyên gia phong thủy thời gian cúng giải hạn sao thổ tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất hay còn gọi là lúc sao đăng viên Ngày sao thổ tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ, ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Minh Đường Tử vi mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi, mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo